Ui, xin chào anh em quay trở lại với Hacom nhé. Và ui, hôm nay có một anh khách cực kỳ là VIP, cực kỳ là đẹp trai đến với Hacom chúng mình. Và build bộ PC rất là cháy luôn. i9-2500K nhá, RTX 3090, ROG Strix phiên bản màu trắng nhá. Ôi trời ơi, quá là đáng sợ. Và bây giờ mình cùng thử lên trên kia và xem là anh ấy build bộ này với mục đích gì nhá. I was looking like a fool when I met ya, all covered up in the dirt from my past, so insecure by myself when I met ya. Mình tên là Nguyễn Lâm Tới, mình đang ở Thái Nguyên. À, anh ở tận Thái Nguyên, từ Thái Nguyên anh lên đây để build bộ PC. Wow, đúng là thật là bá cháy quá đi. Thì em có thể thấy ở đây là anh đang sử dụng đó chính là CPU i9-12900K. Thế tại sao anh lại lựa chọn chiếc CPU này nhỉ? Tại vì là mình thấy con CPU này nó vừa mới ra mắt. Đấy, mình cũng nhu cầu, mình cũng bán vé máy bay và biên tập video, cho nên là mình cũng muốn build một cái bộ PC nó có cấu hình mạnh để có thể là dựng được cái video 4K. Thì em có thể thấy đây là bộ PC của anh có một cái tông màu rất là đẹp. Thì tại sao anh lựa chọn cái tông màu này nhỉ? Mình thích cái tông màu trắng này là vì thứ nhất là nó hợp với phong thủy và hợp với cái mệnh kim của mình, cho nên là mình lựa chọn toàn bộ linh kiện màu trắng. Và em có thể thấy là anh cũng là có vẻ như là một fan của ROG đó. Thì mình cũng muốn là nó đồng bộ toàn bộ của Asus. Vâng, thực ra thì cái việc sử dụng đồng bộ như này rất là hợp lý khi mà anh có thể điều chỉnh tất cả các đèn RGB các thứ qua một phần mềm. Rồi thì bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem các bạn kỹ thuật của bên chúng mình lắp bộ máy này như thế nào nhé. That's something that you do to me is chemical. I know it is illogical. Something that you do to me. Dạ vâng, sau hơn 2 tiếng đồng hồ lắp đặt bộ máy này thì bộ máy của anh khách chúng ta đã xong rồi. Thì anh cảm thấy thế nào về bộ máy này anh nhỉ? Mình cảm thấy là mình rất ưng ý và hài lòng với lại bộ máy này. Đấy, thì các bạn kỹ thuật ở đây là lắp rất là nhiệt tình, chu đáo và cẩn thận đến từng cm luôn. Đấy. Vâng, bản thân em cũng thấy cái bộ này thực sự rất là đẹp. Thì anh cảm thấy hài lòng về những cái lựa chọn các thành phần ở trong bộ máy này không? Mình thì mình rất hài lòng vì là mình cũng nghiên cứu rồi mình lựa chọn rất là nhiều ngày rồi. Ừ. Thì mới có cái quyết định là lắp một toàn bộ full màu trắng như hôm nay. Em cảm thấy rằng với cái bộ máy này anh có thể sau làm được rất là nhiều thứ luôn. Và có thể sử dụng nó trong một thời gian rất là lâu dài. Chắc là anh phải giữ cái bộ máy này khoảng tầm bao nhiêu năm anh nhỉ? Chắc là mình nghĩ thì đây là hiện tại thì mình đang lắp các hình là 3090 này, CPU là Core i9-12900K này, main thì cũng là main Z690 mới nhất, vâng, phiên bản màu trắng, rồi RAM là cũng DDR5 bớt 6000,
rồi là ổ cứng SSD cũng toàn những dung lượng lớn, cao cấp nhất. Thì mình nghĩ là với cái bộ PC này thì nó sẽ tồn tại được khoảng 7 đến 8 năm nữa thì mới phải nâng cấp. Em cũng nghĩ là khoảng thời gian dài như vậy đó. Rồi thực sự rất là cảm ơn anh đã lựa chọn bên em để mà là lắp cái bộ PC này. Và thực sự rất cảm ơn anh em đã xem video này nhá. Và hẹn gặp các anh em tại video sau. Chào các bạn nhé.